chào đón một tâm điểm sống mới, hiện đại và tiện nghi, phong cách của tương lai. Chào đón một quần thể xanh, trong lành và khoáng đạt nơi trung tâm thủ đô Hà Nội. Sang Grand City Ancora Residence, một bước tới Hồ Gươm, thức giấc cùng phố cổ. Cách Hồ Gươm hơn 1 km trên trục giao thông chính, gần kề khu vực phố cổ, với tầm nhìn panorama sông Hồng và bốn hồ lớn: Hồ Gươm, Hồ Thuyền Quang, Hồ Ba Mẫu, Hồ Thanh Nhàn, thuận lợi giao thông, kết nối thành công. Sun Grand City Ancora Residence sở hữu vị trí hiếm có, đạt tới độ cân bằng sinh thái hoàn hảo. Đặc biệt quan tâm đến phong thủy và kiến trúc, lấy cảm hứng từ hình tượng cây tre. Sun Group kiến tạo một công trình hiện đại, đẳng cấp và với những nét Á Đông quyến rũ. Thiết kế cảnh quan xanh mát, ấn tượng, tạo thế phong thủy, sinh vượng khí. Ba tòa tháp với mật độ căn hộ thấp, Sun Grand City Ancora không chỉ mang đến một không gian sống thanh bình cùng thiên nhiên, mà còn là một thành phố thu nhỏ hiện đại, nơi trung tâm của thủ đô. Nhằm đem đến một cuộc sống như nghỉ dưỡng trong lòng thành phố, các căn hộ tại Sun Grand City Ancora được thiết kế thông minh, tinh tế, độc đáo. Tất cả các phòng trong căn hộ đều ngập tràn ánh sáng tự nhiên, với tầm nhìn panorama hướng sông, không gian rộng mở. Tất cả đã góp phần tạo nên một phong cách rất riêng, chỉ có tại Sun Grand City Ancora. Sun Grand City Ancora là chốn an cư, là nơi cân bằng cuộc sống, đáp ứng mọi nhu cầu của cư dân. Trường học hiện đại, trung tâm thương mại sầm uất, quán cà phê sang trọng, bể bơi bốn mùa đẳng cấp với tiện ích tối ưu. Phòng tập gym với các thiết bị quốc tế, cùng hàng loạt các tiện ích khác đang chờ đợi bạn khám phá và trải nghiệm. Đến với Sun Grand City Ancora, đến với nhịp sống thời thượng cùng căn hộ thông minh bậc nhất là sự lựa chọn tối ưu cho tương lai. Sun Grand City Ancora, nhìn xa, trông rộng, ở gần, một sản phẩm của tập đoàn Sun Group.